Xin chào, tôi là bác sĩ Phạm Xuân Khiêm. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi dành ít phút để nói về cái biến chứng của tiêm filler từ vùng mặt cho tới vùng ngực và cho tới vùng mông. Ở vùng mặt, các bạn đang có cái quan điểm sai lầm là thấy tiêm filler 1cc lên cái vùng mũi cao rồi, tiêm nữa đi bác sĩ để cho cái này nó cao hơn. Hoàn toàn không đúng đâu các bạn. Bởi vì cái vùng mũi chúng ta bên cạnh sức căng của da, nó còn có một cái cơ ở cái vùng mũi nữa. Thế thì chính cái cơ này, chính cái sức căng da này, nó luôn đè cái filler xuống, nó làm cái filler bị tán ra. Các bạn hãy tưởng tượng rằng các bạn đang có filler là giống như đang có cái bịch đường cát á, đường mà có từng hạt hạt á. Thì cái hạt đó mà các bạn muốn cho nó cao lên và nó chống lại với cái sức đè từ trên xuống, thì bao giờ cái chân nó cũng phải bè ra hết trơn á. Vậy trong cái đóng gói, trong cái đóng gói của nhà sản xuất filler dành cho mũi, người ta cũng đóng có 1cc thôi. Trước đây có một cái công ty đóng filler có còn có 0.8cc thôi. Tức là 0.8ml là đủ để kéo cái mũi lên có cái độ cao tự nhiên. Do vậy các bạn càng cố bơm vô thì nó càng bè cái mũi ra và nhìn nó giống như cái mũi trư bắt giới. Việc sai lầm thứ hai đó là tiêm filler cho cái hõm từ bình tai về tới khóe miệng đầy lên. Các bạn quan điểm là mặt tôi phải baby bự lên. Thế thì khi mà các bạn cố gắng nhồi filler vào đây để cho mông là nó bự lên thì cũng không thể nào được. Bởi vì cái việc phồng lên của cái vùng má này là do cái bó cơ của chúng ta nó phình lên như thế này. Tức là đầu này nó bám vô xương gò má, đầu này nó bám vô khóe miệng. Thế thì các bạn ráng nhờ cái bụng cơ này mà cái chỗ này nó phình lên. Thế thì bây giờ các bạn dùng cái filler để các bạn nghĩ là bơm chỗ này bự lên thì không bao giờ được. Lúc đó các bạn sẽ bị má nó chảy xệ xuống đây nè. Vì filler nó không có chỗ bám, cho nên khi bạn cố gắng bơm nhiều vô, nó sẽ trở thành một cái sức nặng và như vậy nó lôi cái da trì xuống dưới hàm dưới, gây ra một cái chảy xệ trên khuôn mặt rất là kỳ. Đối với vùng ngực, tại sao là tôi khuyên không nên tiêm filler? Bởi vì ở đây đã gặp rất nhiều cái biến chứng mà filler đưa vô rồi lại tạo thành cái áp xe trong đây. Bởi vì khi các bạn muốn bơm filler vô vòng 1 thì mong đợi của các bạn là làm cho vòng 1 lớn lên. Vậy thì filler, cái cách tiêm á, thì cái cách tiêm filler lại là tiêm từng lớp. Tức là tiêm từng lớp, hết lớp mỡ, xong rồi tới lớp dưới tuyến, xong rồi lại trong cái lớp mỡ thì lại tiêm ra nhiều tầng nữa nữa. Thế thì không thể nào mà tiêm nhiều tầng như vậy mà filler nó đẩy ra được. Cho nên người ta sẽ dồn vô thành một khối như thế này nè. Mà bản thân filler khi dồn vô thành một khối thì các bạn biết là nó không tan được. Mà nó không tan được thì nó thành, lâu ngày nó thành một cái vật lạ và nó gây ra một cái nhiễm trùng ở trong đây. Nó thành một cái khối áp xe ở phía trong đây. Cho nên các bạn đừng để cái sai lầm này xảy ra. Vì đứng về góc độ các bạn lo lắng là tôi phẫu thuật thì tôi sợ phẫu thuật, tôi tiêm filler cho nó an toàn hơn, nhưng hóa ra nó lại tốn kém hơn và nó lại còn mất an toàn hơn. Về vùng mông thì hiện tại em Cát cũng nhận được 4-5 ca gây ra một cái áp xe ở vùng mông. Bởi vì sao? Bởi vì ở vùng ngực á, thì các bạn khi tiêm filler á, các bạn tiêm vô mô tuyến nó sẽ khó. Nhưng mà ở vùng mông, các bạn muốn làm cho cái vòng mông nó lớn lên thì các bạn vừa tiêm vô lớp mỡ, các bạn lại vô tình đẩy xuống lớp cơ, tại vì cơ nó cũng mềm. Cho nên khi filler nó vô cái lớp cơ, nó nở ra, nó làm cho các sợi cơ bị thoái hóa đi. Tức là không còn khả năng phình trương và tự sống nữa. Cho nên cái cơ nó cũng bị tiêu đi và nó làm cho cái tiết dịch mưng mủ, gây ra một cái áp xe vùng mông rất là tệ hại. Đặc biệt là ở những cái vùng sát cái sự di chuyển của xương đùi, nó làm cho lộ và mớp cái mông còn tệ hại hơn. Cho nên tôi khuyên các bạn là hãy cân nhắc giữa cái việc bổ sung filler và cái việc sử dụng vật liệu túi để làm cho vòng 1 cũng như vòng 3 hài hòa, cân đối
với vóc dáng cơ thể là một điều các bạn cần phải suy tính trước, vì cái biến chứng của nó ở phía sau giải quyết rất mệt. Chưa kể là khi giải quyết cái phần áp xe đã xong, nó sẽ trở thành cái mô bám dính rất khó tách, cũng như thành một cái mô sẹo hõm sâu vô, rất khó giải quyết về sau. Cần cân nhắc các bạn nhé. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.